Xin chào tất cả quý cô chú anh chị em và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh của Zone. Hôm nay thì Zone và Vàng Hoa và em Giống đây đang có mặt ở trên bản chỗ lên nhà chú Xì đấy. Thì hôm qua bác Thủy Nguyễn đang sống ở Mỹ đã gửi một chút quà để nhờ Zone mang lên trao cho nhà chú Xì nhé. Hôm nay thì đi cùng mình với có em Vàng Hoa với em Giống đây. Em Giống đây là các bạn nha. Em Giống đây là một người hàng xóm của nhà chú Xì. Vì lý do là nhà chú Xì không có xe đấy để chở những cái số quà này lên. Và John đã nhờ em Giống đây đi xuống dưới bản để hộ John để cầm gạo này. Hôm nay John đã mua được gạo với lại mì gói này, với dầu ăn và mắm muối đem lên cho nhà chú Xì. Qua đây thì chắc bác Thủy Nguyễn cũng đã theo dõi được video của con. Và con hôm nay con và Vàng Hoa và em Giống sẽ lên cùng trao quà cho nhà chú Xì. Mời tất cả quý cô chú anh chị em và các bạn đi cùng John và Vàng Hoa nhé. Cầm đi. Hôm qua thì em Vàng Hoa đã sau khi về thăm ông bà ngoại, chăm sóc ông bà ngoại đấy, thì hôm nay Vàng Hoa đã lên rồi. Thì ông bà ngoại của Vàng Hoa đã phục hồi sức khỏe trở lại rồi các bạn nhé. Hôm nay em Vàng Hoa lên thì có cái một cái túi lạ lạ nhờ em nhỉ? Dạ vâng, bà ngoại cho. À, bà ngoại cho à? Vâng, hôm nay em kể bảo là em túi cho đẹp kẹo cho các bé thì cho vào cái túi bóng hay rách, không bà ngoại bảo là thế lấy cái túi của bà đi. À, đẹp đấy. Nhà bà theo được nhiều lắm. Cái này theo bằng tay đúng không? Bà tự theo bằng tay. À, em Giống là có vợ cho em, có gia đình chưa? Em có rồi ạ. À, có con cho em? Em chưa ạ. À, ui dồi. Các bạn ơi, mình đi qua đây thì có một cái nương khoai rất là tốt luôn. Khoai bằng khoai của người dân bên này anh nhỉ? Có phải đất bên này đẹp hơn nhỉ? Chúng tôi cho bán khoai tốt hơn là cái nương cực kỳ hết đây đó. Ờ, lần này nó có phút xa trên xe chẳng đây cả lúc thì câu này thì mình xin là mở tao lúc thì cầu này thì chó. Lấy cả gì, lấy cả cái. Ờ, thì chẳng đây lý. Ui, cái xe này nhìn cổ điển nha. Xe này còn đi đâu không em? Xe đi đường mà đi trên đồi. À, đi đường đồi á? Vâng. Này đi mang lên nương đúng không? Vâng. À, anh nhìn cũ quá, anh tưởng là hỏng rồi. Đến nhà chú Xì rồi đây các bác ạ. Ôi, chào chú nhá. Chú Xì ở nhà đây các bác. Hôm nay đâu con nhỉ? À, cái bé kia rồi. Hôm nay ông cháu lại mang một ít quà của các mạnh thường quân đến cho gia đình chú ạ. À anh ơi, cái túi à, của anh John này có đôi dép của em bé đấy. Còn cháu hỗ trợ nhiều thứ ăn. Vâng. Con đeo dép xinh gái nhá. Xem nào có vừa không? Cô Hòa mua dép cho. Có cái cho cô nhà sao? Ôi, nhằm mà không gột ra. Không gột nữa. Không gột. Cô gió cô xa đẹp. Đẹp quá nhỉ. Mà Hoa mua được dây nịt thì cô Hoa bột tóc được nóng lắm. Ừ. Em còn kẹo không? Nhé. Lấy cho các bé. Con này em cũng có mua đây. Ừ. Em nghĩ là sang đây có em dắt các em bé ở đây lại để chơi ít rồi. Cô Hoa mua đón được về nhà. Con dâu ấy trong nhà. Vâng, con dâu là nhà, con nhỏ nhà mà. Cháu này. À. Chúng nó đi cha lúa. Ừ. Đi cha lúa. Em Giống rồi, em hộ anh xách quà này vào trong nhà để chỗ kia. Đó là thì mẹ lớn nó là phụ nhà hay không? Con đi vào nhà để đi vào nhà đi nhỉ. Đi.
Em Giang đâu? Em Giang hôm nay đi đâu rồi? Tôi nhà cháu này. Hả? Tôi nhà cháu này. À, sao lại đi vào đấy? Đi vào đấy làm gì? Đi chơi, bé em bé đi chơi. À, bé em bé đi ra hàng xóm chơi. Ừ. Mấy chú lúc nãy vì đông quá nó không con sang đây đông quá là cái thằng cu ấy, thằng cu của em ra nó không thích ổn ấy. Bé nhớ thì là bé em bé đi chơi rồi. Vâng. Chú lấy cái ghế sang bên này ngồi này. Cho cả thằng em giống ngồi. Thôi này chắc. Chú chế áo nhá. Chú đang nấu món gì đấy? Chú nấu rau à? Những em bé này là những em bé của hàng xóm các bạn ạ. Nhìn bé nào cũng đáng yêu, ngoan nhỉ. Ôi trên đây chỉ mất khô trâu. Mua mất trâu, trâu bây giờ mất trâu này. Không đều dép. Trâu khô chỉ trâu không mất tờ á. Không mất tờ, khả lúc trò đâu mà chính. Lần sau lên nữa mua cho mấy đôi dép bé bé lên cho các bé. Cô Vàng Hoa mua dép lên cho lần sau ấy, cô Vàng Hoa mua dép lên cho không đeo không được vứt nhá. Vứt của cô Vàng Hoa đi rồi. Em giống hôm nay có bận đi làm không? Em không ạ. Ừ, thế ở đây chơi một lúc với ba em ơi, chị ra đây cô bỏ lóc cho con. Về mùng buổi mùng buổi chiều mới làm này. Ô cũng mua ra rồi bận đi chỉ chụp lóc nó mà sợ do nó chỉ mất sao nếu mất sao mà nó chả sao support cho các bé bên kia cũng buộc đấy tự buộc. Nó bù á, nó tinh bù. Các trẻ lý khí gà lý bao. Biết nói tiếng Kinh không bé? Có biết nói không? Cô Hà. Hà nó mẹ. Sư cô Hài à? Cảm tế mà. Sư cô Hài. Có dẫn nói cái này. Ủa cháu để đây cho mà. Bình nó chú cất đi để hôm nào. Ừ. Em thím em bột tóc cho. Sao thế á? Cô Vàng Hoa buộc là không được cởi nhá. Cởi là con bị nóng đấy. Để cô Vàng Hoa làm đẹp cho. Sao lại mua được đôi dép hợp thế nhỉ? lúc em mua em nghĩ là hợp rồi. Em nghĩ là chắc chân bé cũng vừa thôi. Vừa cái chân của em đấy. Cô giống gọc, các bụi nhé phụ nhà đi khâu cho dấu cả. Hả? Cô giống gọc à? Trên à? Ô, giống gọc, giống gọc. Giống gọc hãy ngờ. Là giống gọc luôn. Xinh gái chứ. Chú ơi, cháu nghĩ là chú nên mua thuốc tẩy run tẩy lên cho em bé. Cháu có hai son đấy. Vừa mới tẩy run của em bé nó to nên là cháu nghĩ là định kỳ là cứ một năm phải tẩy run hai lần cho con. Hai lần hai lần. Qua 6 tháng. Giờ mới chịu nói chuyện đấy. Lần đầu tiên nghe nói chuyện đấy. Nói gì? Đi trắng á. Đi trắng á. Em hỏi. Hả? Hắn ăn chó mà. Hắn ăn chó của cụ nhà hai nó. Ảng cố quá. Ảng cố con cái đứa này là tiếng Ảng cố, Ảng cố. Ảng cố, Ảng cố. Ảng cố không? Cái này đọc tôi là Ảng cố, Ảng cố đi. Mẹ này tôi muốn xì lỏ. Đi chơi về em. Cháu cú cú rồi. Cháu cú cú chú. Em mẹ, cháu cú mẹ em hết chẳng mùa. Yêu nhỉ, biết lật chưa em? Em bé lật được chưa? Cẩn thận nhá, không lật thật là đối tượng đấy. Làm chưa lật được à? Sợ lăn ấy, để ý. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi có ốm đau gì không? Em bé. Không ạ. À. Em bé nó. Cẩn thận cái ổ điện đi nhá em nhé. Như vậy là cũng khác. Bao nhiêu nữa đấy, con còn dư lại một ít đó là dư 200.000. Dư 200.000. Bao nhiêu là dư bao nhiêu tính bao nhiêu? À, cái này thì tức là đưa cho em này cũng hay đi ấy. Hôm trước thì cháu có đưa cho chú rồi nhưng mà lần này thì thôi thì ưu tiên. Bởi vì là em bé đang mọc rất nhiều rôm. Em bé đang mọc rất nhiều rôm nhưng mà Vàng Hoa nghĩ rằng là mẹ của em bé nên mua ít một rôm cho em. Cháu mình ấy cũng được. Cậu bố cho chua rôm đắt đắt rồi, mua cho là bên mẹ cho bác không nào vậy?
Dạ. Em ơi, hôm nào ra quán thì mua sữa cho cả cái bé Mi bên này nhé. 200.000 nhá. Vâng. 200.000 này. Mang em đi ra tiệm thuốc ấy là sẽ có cái thuốc rôm dành cho trẻ em ấy. Ừ. Em để nó mọc nhiều rôm quá là nó sẽ hình thành mụn, mụn nhỏ rất là đau em bé. Đi ừ. Quá. Chị nhịn ngay cái trâu mà nhỏ. Sao một hót sang một tó chứ. Cho chú chụp một kiểu ảnh nhá. Làm riêng cái nào. Tạo dáng nào. Mimi Quỳnh tạo dáng kìa. Hay cười kìa. Đẹp trai nhờ. Xinh gái nhờ. Em nó chở tôi, chở nó cũng nằm mò. Nằm mò hai em lâu quá. Em ngồi đi, ngồi đấy. À, em bé đang ngủ à? Thế cứ phải ru như này à? Vâng. Đôi lúc không cần ra đâu. Nhìn yêu nhá. Cao lắm hơn à? Ngủ ngủ say nhìn đẹp à, con gái con trai nhờ anh quên rồi. Gái ạ. Lớp 1 ha. Con này con cả lớp 2 rồi. Chúc tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái phần quà của bác Thủy Nguyễn đang sống ở Mỹ, đã gửi cho John 1 triệu đồng và nhờ John mua quà và chuyển đến cho gia đình nhà chú Xì. Chú có ý kiến gì về khán giả và bác thì bác Thủy cả ông bác Thủy với là hai cháu là có hàng có quà vậy sao thì cho đi vào tàu nhà cho chú thì cho bác thì cả anh chú Thủy ông với là hai cháu cái này thì cái sức khỏe cho hai cháu với chú Thủy là cả anh là cũng điện cuộc sống mà thì không có cái gì đỡ không có gì. Vâng. À, chú Si ạ, bây giờ cái quà của bác Thủy thì cháu đã trao đến tay của chú rồi. Vâng. Bây giờ cháu với em Vàng Hoa cũng xin phép đi về. Ừ. Vâng. Vào nhà cũng ông nói nhìn đi rồi nhưng mà xin chào ước một xin chào ơi. Hai cháu đi. Đi nhà một chén á. Đi về nhà. Vâng vâng. Nhà một chén á. Vâng. Nào, chào chú nhé, chào em nhé. Vâng, thế chú về nhá. Mẹ ăn đi nhá này. Chào cô hẹn ước bye bye nhá, bye bye. Ngoan nhá. Chị bye nào, chị bye chú ơi, cháu xin phép ạ. Mua nhớ ăn uống tập đi ạ. Muốn vào nhà nhá, hai chú nhá. Ô li em, xin chào này nhá. Chào anh nhé, chào chú nhé. Vâng. Chào hai chú ạ. Vâng. Lòng mông trên này. Vâng, lòng mông trên này ạ. Vâng. Xin nhờ mông ạ. Thế ở trong này cũng có một bà khó khăn, điều kiện khó khăn. À vâng, ở trong này ạ chú. Ngay cái đường này vào đúng không ạ? Hay là giấy vào nữa? Chú. À giấy vào trong này ạ. Từ đây vào còn xa không chú? Còn xa không chú? 50m thì. À 50m ạ. 50m ạ. Bà cũng khó khăn. Thôi, không có con cái gì đâu. Độc thân à, thế à? Độc thân khó khăn, không có con cái. Không có con cái, không có con à, thế bây giờ cho con xin phép hỏi là bà ấy còn nói chuyện, còn giao tiếp được với mọi người không? Bây giờ bà vẫn nói được, còn khác nấu nướng được. Nói chung là công việc thì bà không làm nói được. Kinh cũng vẫn được, nhưng mà câu tài câu kinh thôi. Nói chung là câu tài câu kinh. À, thế là bác ấy là người tài. Người tài vào. Ừ. Thế các cháu đi vào đấy hỏi thăm xem chơi, hỏi thăm bà. Vâng, vâng, thế thì anh John mình đi vào nhỉ? Bởi vì là cháu cũng hay đi qua là người Mông thôi, là cháu không biết là đây là có đấy. Một cô người Tày cũng là khó khăn. Cũng vẫn phải đi qua đấy xong mới vào làng Mông được. Vâng, cháu hay đi qua đường bên kia nên là... Thế cháu hay đi qua đường bên kia, cũng không hay đi cái đường tắt này. Cháu lại đi qua đường này thì gặp cô chú đấy thì may mắn. Hôm nay mưa, hôm qua mưa lớn nên đường trơn luôn ạ. Đi vào bác đưa đi vào trong đấy. Vâng, vâng. Gặp bà luôn. Vâng, thế là chú đi cùng đi cùng cháu với lại Vàng Hoa luôn. Vâng, cháu chào cô nhá. Dạ vâng vâng, cháu cảm ơn ạ.
bán chả ai mua. Bây giờ bán rẻ chú nó không bán. Như John thấy trước mặt đây là một con cầu đã đang làm bằng tre các bạn ạ. Khá là đẹp. Nhưng mà chưa được kiên cố lắm. Anh John là chú kể bảo là mưa lũ to mà nó phải vượt cả cầu mà. Nước ngập cầu. À thế à, nước lũ lên còn theo như chú bảo còn vượt lên trên này nữa. Nhưng mà lũ quá to là sẽ trôi cầu. Cô bác người Tây là tên gì ạ? À? À đây ạ, à? Phải cô đây không? Cô đang làm gì? À đang chặt dạ. À, cô chịu khó nhờ. Đi đi đi, cứ đi hẳn sang bên đấy, chắc là bà không nghe thấy. Đi đi đi. Sang. Bác ơi, bác đang làm gì đấy bác? Đi 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 sang đi, đi sang hộ cháu nói chuyện xem. Không bà thấy người lạ ấy. Thế chưa bác không nghỉ à? Chưa rồi mà bác không nghỉ à? Không. À, không nghỉ vẫn làm. Đi đi về nhà à, cháu là Vàng Hoa, còn đây là anh John được chú tên gì chú nhà đấy cháu? Kiều, chú, à, chú Kiều à? Cháu chưa hỏi tên chú. Chú Kiều à, cháu với anh John đi qua xong là tình cờ gặp chú Kiều. Chú Kiều lại giới thiệu cháu với Vàng Hoa lên nhà bác để hỏi thăm sức khỏe của bác. Vâng. Ừ, vâng. Thế bác đi về với cháu với Vàng Hoa nhé. Đi 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 về. Bởi vì là chú Kiều nói bảo là bác cô hơi nặng tay nên là phải nói to. À thế phải nói to thảo nào bác cứ lưỡng lự. Chưa hiểu nói gì. Vàng Hoa với John thì lại không biết nói tiếng Tây nên là phải mai quá chú lại vừa bảo chú chỉ đường cho xong là chú phiên dịch tiếng Tây luôn. Vì nhiều câu tiếng phổ thông thì cô không nói được. Nếu mà chú Kiều không đi theo cùng thì chắc là còn khó để nói cho bà. Thưa quý vị và các bạn, đây là nhà của bà đây. John và Vàng Hoa vừa mới đến đây rồi. Mở cửa ra mà. Mở cửa ra. Bà ơi, bà mở cửa cho cháu với Vàng Hoa vào hỏi thăm một tí được không bà? Anh John ạ, đấy chú Kiều có nói với Vàng Hoa là đây là cái ống nước của nhà chú và mở nước của nhà chú. Chú có thể nói với anh John với khán giả với các bác nghe. Kéo cho bà một vòi nước coi như về sinh hoạt 2-3 năm nay coi như là bà đỡ đi kéo nước ở bên kia sang. À, có nghĩa là gia đình nhà chú Kiều đã hỗ trợ bà để dẫn cái nước về đây để sử dụng đúng không? Đấy, nhưng mà sau mà bảo nhà nước làm cho cái nhà ngoài kia thì cũng lại không có. À đấy là nhà nước bảo là làm nhà từ thiện cho bà đấy. Làm từ thiện cho bà ở ngoài kia. À nhưng mà đến bây giờ cũng bây giờ chưa làm đâu, bảo cuối năm mới thi công. À thế vâng, thì cũng rất là mừng cho bà rồi. Bà sấy khô để ăn đấy. À bà sấy chuối khô để ăn ạ. Nhưng mà theo cháu thì mang ra phơi nắng nhiều hơn sấy tốt hơn là sấy thế này nó sấy sẽ nó cũng vẫn được mà. Sấy sợ nó cái khói nó sẽ ám vào. Nó vẫn bị khói thế này. Mà khói. Nhưng mà mưa chắc là bà mới nó khô rồi. Hẳn là như thế này. Bà chịu khó nhờ. Khô hẳn là như thế này. Cái củi của nhà gia đình là của bà. Lúc nào bà khỏe thì đi lấy tí củi. Gọi là anh em khai thác đồ thì xin xong rồi đi chặt chuyển về. Bên kia là khô hẳn rồi. Chuối treo dây các bạn ạ. Bên này là khô. Bên này đã khô rồi. Em nghĩ thế này là nó sẽ không bảo quản cái sức khỏe với lại vệ sinh cho bà cô. Ừ, cái này khói ám. Bánh trái là lại phải đun nước lên nóng xong rồi rửa lại. À, cái này mang ra làm bánh chuối được chú. Bánh chuối đấy. Rất là tuyệt vời kìa. Bà chín nhiều thấy tiếc thì lại bóc kẹo phơi. Gia đình bà thì rào nhà bằng tre. Anh John ơi, bà có mở cửa để đi vào nhà đi, vào nhà với bà. Ừ. Mời chú đi vào mời trước. Mình một thân một giường. Một vụ thì thế, được. Bà năm nay được mấy tuổi rồi để cháu biết xưng hô với bà?
60 rồi. 60 à? Vâng. 60. À, 70 rồi. 70 à? Ừ, 70 thì gọi bằng bà nhỉ. Hay là gọi bằng bác nhỉ. Bằng bà. Bằng bà nhỉ. Bà nặng tai thì cứ bà, nói to thì. Bà ở một mình à bà? Một mình. Một mình. Bà là người ở làng đây hay là bà từ đâu chuyển về? Bà ở trước bố mẹ ở trên Bắc Cạn ở trên kia đây chuyển xuống vào bố mẹ ở trên Bắc Cạn xong là chuyển cụ xuống rồi, đây cụ rồi còn cụ bố mẹ thì lớn ở đây rồi bà. Cái nhà này là ai làm cho bà nhà bây giờ này cháu làm đấy cháu làm cho bà. Con của anh cậu đấy con anh cậu vâng hai đứa nay cháu có nghe chú Kiều chú tâm sự là bà không có gia đình không có chồng phải không bà ở một mình độc thân đúng không bà? Vâng. Vâng. Để cái vòi nước cháu này làm bắt cho bà đấy. À thế là vâng. Vâng. Chú Kiều cũng rất là tốt bụng. À đây là bà vẫn thu hoạch được lúa thóc đây phải không ạ? Gần một sào mấy thước ở đây thôi gọi mỗi năm. Cháu Kiều này là tốt bụng ấy. Tình cờ biết bọn cháu dôn với có duyên cháu đi chú qua có duyên chú nhỉ. Tình cờ đi qua lại được chào hỏi xong là lại được chú giới thiệu là ở đây cũng có bởi vì là à thế bà ơi bà cho con hỏi bà tên là gì? Tên là Xuân. Xuân ạ. Vâng bà Xuân. Bà là người dân tộc Tày. Bà chịu khó nhỉ. À, bà chặt được rất nhiều củi trong nhà bên ngoài là có củi hết đây. Chuyện chỉ có coi như ngày khỏe đi lấy tiền ruốc rất là nhiều củi nhỉ. 70 tuổi thì cũng gọi là đấy, tối đến bây giờ đấy coi như là cũng không có điện đâu. À không có không điện có à điện đó, sao trưởng thôn lại không kéo à, điện à sao lại không có điện nhỉ? Trưởng làng trưởng thôn không kéo điện vào đây cho bà đây. Nói chung là điện người Mông thì qua đây nhưng mà kiểu bà cũng không dám xin. À, có nghĩa là bà chưa có đồng hồ để chưa có điện. Có nghĩa là bà không có tiền để trả hay là như nào? Cháu ở bên kia nói thì nó kéo về cho được thời gian. Lúc đang làm nhà ở nhà anh Tuấn ngoài kia ấy. Vâng, nó chuyển sang ngoài ra ngoài ở, không cho ở đây đâu. Bây giờ nhà của cháu thôi. À nhà này nhà của cháu ánh sáng luôn. Cầu không có. À, thế bà thắp bằng cái gì? Đèn dầu à? À đây, John đã nhìn thấy có một cái đèn. Chả biết ở đâu. Đây, có cái đèn. Đấy. Đèn dầu. Đèn dầu á. Thế một mình khó khăn một nhỉ? Mình bà đi làm ruộng thì là ai bừa cho bà? Ai... Các cháu hộ cấy, hộ vặt cũng. Các cháu đấy là cháu bên cậu à? Bên cậu. À. Có lúc thì anh em trong làng đến hộ cấy. Vâng. Đấy nhà chú thì khoảng cũng vẫn phải vào hộ. Vâng. Bà bây giờ cấy cũng không cấy được. Thế thì rất là mừng mà cậu chú thì cũng nhiều lúc thu lúa các thứ không gánh được cũng vẫn phải vào giúp bà. Đây là toàn cảnh của nhà bà Xuân nhé quý vị nhé. Đây là bà là dân tộc Tày, người Tày. Tức là tôn này vẫn có lỗ. Đấy, nó bị vẫn thủng lỗ. À cho cháu hỏi là cái tôn này là do ai mua cho bà hoặc là bà tự hai vợ chồng trẻ cóp. Của cháu Hạnh ấy là à, về làm. Có nghĩa là cháu của bà đúng không ạ? Cháu của bà con cậu. À con đấy, cậu là con hai vợ chồng làm là làm một thời gian hộ. Không ở với nhau được là lại bỏ nhau xong là cháu nó lại đi công ty. À thế à, thế là nhượng lại căn nhà này cho bà. Nhượng cho bà ở đây. Vốn dĩ căn nhà này cũng không phải là của bà. Không phải của bà. À. Nếu mà bảo của bà thì không có gì. Vâng. Toàn của các cháu hết. Rồi thế bà ơi, cháu thì cũng là cái duyên, cháu cũng sáng nay cháu cũng lên ở thôn ở trên kia ở trên bản đấy để làm trao quà thiện nguyện của các mạnh thường quân. Rồi cháu cũng đi qua đây thì cũng may là được chú Kiều giới thiệu. Thôi thì cháu với Vàng Hoa cũng có một ít quà. Ôi, bà Hai Trân nhá. Bà mang đi mua thịt. Không ngờ cháu lên cho bà 50.000 đấy. À 50.000. À, ai cho bà? Ai cho bà 50.000? Cháu này đấy. À không phải cháu đâu. Không phải cháu này đâu. Ừ, cháu lần đầu tiên mà. Ai ấy đấy. Nhỉ? Chú Kiều nhỉ? Vải đấy. Bỏ cho 50.000 mà. Không phải cháu. Chắc là cho 50.000 hôm qua hôm kia nhỉ? À không phải. Đây hôm cháu lần chắc này là vào đây lần đầu tiên. Chắc là cân đai chứ. Người khác đúng thôi không phải chú nghe cái cháu này đó.
giống phải không? Cao cao thế này đúng không? Ừ. Nhưng mà không có một người con gái đi cùng là không phải. Ừ. Vâng. Cao bằng cháu này ạ. Vâng. Cháu bảo bà mang đi mua thịt nhá. Vâng. Mua nước uống, mua sữa. Vâng. Vâng. Muốn cháu quá. Thế thôi nhỉ. Thế chú Kiều cũng nhỉ? Gửi lời cảm ơn chú Kiều rất nhiều. Cảm ơn chú rất là nhiều nhé. Cháu quan tâm quay lại về hỏi thăm bà đến như thế là chúc phúc đỡ lời cho bà. Cảm ơn. Vâng, cháu. Vâng, vâng. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Bà khóc rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Đây gọi là anh em đi đường thấy bà khổ thì vào cho bà tiền để mua mua thịt, mua nước uống. Vâng. 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 Bà mua thịt, mua nước uống, mua sữa nha bà nhá. Vâng. Cảm ơn cháu. Chúc bà sức khỏe nhá, bà giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Thôi thì xin phép bà với lại về nhà chú nhá. Bà ơi, thế con xin phép con về nhá. Vâng. Vâng. Ừ, cảm ơn cháu. Vâng, vâng. Ngay đường nhà chú nhỉ? Không, ngay đường. Bờ đường, giáp đường luôn. Trời ơi. Vâng. Các bạn ạ, đây là khu làng người Tày nhé. Từ đây đi sang bên kia là có nghe chú Kiều chú kể bảo là từ đây đi sang là khu làng người Tày của người Mông hoa mà vàng hoa với rôn đi trao quà đấy, là ở trên này là khu làng người Mông. À, đây là khu làng người Tày. Tình cờ lại biết chú. Nếu mà chú Kiều không đi chăm trâu thì chắc là vòng hoa với rôn cũng đi qua mất, cũng không có gặp chú đấy, cũng không có duyên là biết nhà bà Xuân là bà có gặp khó khăn hoàn cảnh như thế. Hôm nay mưa chú đi chăm trâu thì mới gặp chú nhà chú nhà. Không thì hết mưa thì chú lại không phải chăm trâu thì chắc cũng không gặp chú. Bà chặt xong trời đi nhầm vào chỗ này không phát được thì... Cô cháu ơi. Vâng. Nhà chú có nhiều trâu không chú? À đây ạ. Có một con trâu. Thế tình cờ có duyên biết chú thì có dịp chú lên lán của lên nhà của anh Dôn chơi. Vâng. Nói chung là có thời gian. Vâng. Bây giờ đang là mùa rồi. Mùa này là mùa gặt thứ hai phải không chú? Như vậy là Dôn và Vàng Hoa vừa đến nhà chú Xì để trao cái phần quà của bác Thủy Nguyễn đang sống ở Mỹ đến gia đình nhà chú Xì. À, qua đây thì con cũng xin thay mặt tất cả mọi người ở đây xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác. Cảm ơn bác rất là nhiều, chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Và vừa rồi thì Vàng Hoa có về quê để thăm ông bà ngoại bị ốm. Thì trong video trước ấy, thì John có đề cập đến và cũng nhận được rất là nhiều lời động viên và hỏi thăm của tất cả quý vị và các bạn. Qua đây thì Vàng Hoa và John cũng xin cảm ơn tất cả mọi người luôn quan tâm và hỏi thăm đến ông bà ngoại của Vàng Hoa. Bây giờ thì Vàng Hoa và John sẽ trở về khu trang trại đi nhà em nhỉ. Vâng. Đây là đường đi lên trên trang trại của John nhé. Đường rất là khó đi. Các chú bác cứ. À, Trang Ngô hả em? À đây đang đi đường thì gặp một em đang trồng ngô ở đây các bạn ạ. Ở đây chuối chín rất là nhiều nên là người dân ở đây người ta phải phá chuối đi để trồng ngô các bạn nhé. Vàng Hoa cho anh ơi. Đi nhanh nhỉ. Đây là ngô của bà con trong bản nhé. Ngô đã bắt đầu có quả. Ngô đẹp nhỉ. Đi đi em.